Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục là Nam Phương công tử Lại Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Đối thủ của anh là kỳ thủ rất mạnh Tào Thuận Khang của Trung Quốc, cấp độ thần 1.1. Đây là gián đấu diễn ra ngày hôm nay 23 tháng 7 2021. Mời các bạn thưởng thức gián đấu.
Xe 3 tấn 1. Chơi đến đây thì Tàu Thượng Khang đã buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.